Xin chào các bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Chúc bạn có một ngày mới thật nhiều vui vẻ nhá. Ok, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video, đó chính là mình sẽ quay trở lại với YouTube mọi người nhá. Đúng là con trai của ta. Trong thời gian qua mình cảm thấy là mình đi làm công việc cũ, mình cảm thấy khá là mệt. Nên là mình đã suy nghĩ lại và mình đã nghỉ và để làm YouTube mọi người nhá. Mình nghỉ để mình có thể làm thêm một hai công việc gì đó. Thế hôm nay là một cái video, đó chính là mình sẽ đi chơi trò chơi, đó chính là mình sẽ quay video quay trở lại. Đầu tiên là mình sẽ đi chơi cái loại kiểu như pháo xoay, là cái pháo gì các bạn ạ? Đi thôi nào. Đi. Đấy thì xung quanh quang cảnh nhà mình thật sự là đang có gió thả diều thì khá là đẹp luôn. Thì mình nghĩ mình làm YouTube thì mình vẫn sẽ làm về chủ đề diều mọi người nhá. Nếu mà xen kẽ các chủ đề khác nhau thì mình cũng sẽ làm cho tất cả mọi người xem. Ok, bây giờ thì mình sẽ cầm xe của mình và em mình sẽ là camera hỗ trợ mình các bạn. Ok các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ đi thôi các bạn nhá. Đấy, đây là em trai mình. Em chào mọi người đi. Mình chào các bạn nhá. À, ok, thì em mình năm nay là học lớp 2 các bạn ạ. Nhưng mà sinh nhật, mới sinh nhật 8 tuổi xong. Đấy, 8 tuổi mà chắc không? Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ đi chơi thôi các bạn nhá. Giờ thì đó, ở xung quanh nhà mình, đấy, con diều của mình đang phơi à. Con diều xương cá mình mới giặt các bạn ạ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài chỗ đoạn trường học để mà mua pháo các bạn nhé. Ok các bạn ơi, cuối cùng là mình đã mua về nhá. Và đây chính là tiêu đề ngày hôm nay, đó chính là mình sẽ thử chơi cái pháo này xem. Ở đây là mình mua đôi 4, 6, 8, 8 cái các bạn nhá. Các bạn thấy không? Cái này có giá là 2.000 đồng một cái các bạn ạ. Thì mình mua thì cái này chỉ còn một ngày thôi. Mình định mua nhiều nhưng mà ly hai quán chẳng thấy có quán nào có. Thế là có một cái quán về sau, quán thứ 3 mình mua với còn được có 8 cái này nữa thì mình mua hết luôn 8 cái. Đấy, bây giờ thì mình sẽ quay các bạn nhé. Đây, cho thằng em mình cái, thằng em mình thế kiểu cho thằng em một cái đây, đốt luôn nhé. Đốt luôn thử xem như thế nào các bạn. Đâu, đốt thử giữa sân nhá. Kì đã. Đây là test luôn cái đầu tiên cho các bạn xem. Kinh quá nhỉ. Ủa,
Nhìn xoáy nhỉ? Xoáy quá. Ảo thật đấy. Khó ơi. Ây ôi. Nhìn xoáy nhỉ? Xoáy quá à? Ảo thật đấy. Khó ơi. Ây ôi. Đồ ngu. Đồ ăn hại. Cút mẹ mày đi. Cứ tưởng nổ. Nóng nghe. Và thế á. Trắng xóa cả sân này. Đấy, một cái đầu tiên. Này, thế thì đôi cái thứ hai nhá. Tí nữa anh sẽ có cái trò này hay lắm. Giữ cho anh để anh đốt. Để anh đốt. Ok các bạn nhá, bây giờ mình sẽ chơi thử xem như thế nào nhá. Đó, thì đây chính là cái sản phẩm mà mình trước đây mình có xem nhiều người chơi phết rồi. Đây là sản phẩm từ Trung Quốc, Made in China nhá. Này chữ Trung Quốc này. Giờ mình sẽ để đây. Mình sẽ đặt để cho cái bánh xe này nó sẽ chạy veo phát lên tận trên kia. Đấy, đây, để thôi để anh quay lần đầu. Cái anh nghĩ cái này em không quay được đâu. Cầm đấy để anh sẽ đốt nhá. Mình sẽ đốt các bạn nhá. Nữa này, nhìn này vui phết nhỉ. Thế cái này để anh đốt, anh đốt cái, em đốt cái. Đây. Từ từ á. Đi em quay đâu. Rồi, thử mình sẽ thử tháo ra như này các bạn nhé. Nó có nguyên một cái bánh xoáy như này. Đó. Mình sẽ tháo ra và mình sẽ gỡ ra như này để xem nó như nào nhá. Ít sợ luôn. Nó quay cái gì? Đấy. Nó quay cái gì? Cần gì phải quay, mình sẽ cuộn cảm giác đốt như pháo ấy các bạn.
Đấy, mình sẽ mở cái lọng cái này ra để xem là nó sẽ như thế nào nhá. Đây này, nhìn nhá, đi kìa con ơi. Thử đỉnh quay nhá. Ôi. Quá kinh khủng luôn. Giờ mình sẽ đốt cái thứ tư các bạn nhá. Đây. Cái thứ tư này mình vẫn sẽ bóc ra. Nó. Hai ba hôm nữa thì mình sẽ quay về chủ đề diều các bạn nhá, để cho các bạn có thể xem được mình ở trên những cái video mình làm diều. Và mình sẽ hướng dẫn cụ thể, nói chung là mình sẽ bán mấy cái loại diều mà các bạn hay chơi nhé. What? What the fuck? Có quay cái đấy ảo sao này nổ nhỉ, hay nhỉ, ảo vãi trưởng các bạn ạ. Mình mua cái này có 2000 đu giật hết cả mình cái tưng ơi. Thề vừa xong mình đốt mình cảm giác giật mình quá. Okay, bạn ơi, tiếp tục là mình sẽ đốt cái thứ 5 nhá, tiếp cái tiếp theo nhá. Cái này chắc chắn như pháo rồi. Ui giời. Tiếp cái tiếp theo nha. Cái này chắc chắn như pháo rồi. Ôi giời. Nó xoay mà sao lại nổ được nhỉ? Hay thế nhỉ? Ảo vãi trưởng luôn. Nổ toàn cái luôn mà, không kịp phản ứng. Ok các bạn nha, sau khi mình đốt hai cái nổ đoàn cái, mình không thể tin được là nó sẽ nổ như vậy các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ chơi cái tiếp theo nha. Cái này là cái thứ 6. Mình sẽ đốt nha. Tuyệt đối các bạn không nên mua về làm theo nha. Thôi, nói chung là mình sẽ kết thúc clip đây cho các bạn nha. Clip quay trở lại là một cái clip nghịch pháo và nổ và cái kết cực kỳ bất ngờ luôn. Thôi còn đây là mình sẽ xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Ok, bye bye.